Xin chào tất cả mọi người. Cho Mai biết được là mọi người có thể nghe thấy mình hay không ạ? Và có một cái thông tin ngay từ đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người, đấy là trong tháng 1 này, bên nhóm Dám Sống Với Ước Mơ sẽ có một sự kiện cực kỳ là đặc biệt. Và bọn mình sẽ có một cái... mình chưa thể bật mí được luôn thông tin bây giờ, nhưng mà nó sẽ là một cái lễ rất là hay mà mình mong muốn sẽ cùng được chia sẻ và làm việc cùng với cả mọi người trong cái buổi ngày hôm đấy. Hôm đấy sẽ là một cái buổi trong ngoặc kép rất là đặc biệt, và có 3 phần. Mình sẽ không bán vé, tất cả mọi người có thể tham dự, nhưng những người mà muốn có nhận cái vé VIP á, tức là cái vé mà sẽ được trong cái vòng tròn riêng với mình, có cơ hội đặt câu hỏi với mình, có cơ hội tương tác với mình, thì chỉ được tặng. Và cái cơ hội đó sẽ dành cho tất cả những ai chia sẻ Naptime Story Series lần này. Nên tất cả những bạn nào mà đã chia sẻ Naptime trong cái thời kỳ mà Naptime đang còn trực tiếp, ví dụ trong hôm nay, thì sẽ có cái cơ hội double những cái phần quà bạn được nhận. Nói chung là một cái buổi cực kỳ hay, cực kỳ thú vị. Mình sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin, nhưng mà một cái điều mà mình muốn nói ở đây trước, đấy là cái sự trusting, đúng không ạ? Cái sự trusting, cái sự tin tưởng. Seed the Pulse, hạt giống của thịnh vượng, mọi người có nghe được không ạ? Mọi người có thể cho mình biết được ở trong mọi người có thể cho mình biết được là ở trong comment xem là mọi người có bắt đầu nghe được cái gì không ấy. Trước khi mình vào, vì mạng của chỗ này nó cũng hơi chập chờn một tí, mình sẽ chờ, mình bắt đầu thấy mọi người vào rồi nhưng mà chưa nhìn thấy gì cả. Chưa thấy nhìn thấy gì sao? Mọi người nghe thấy gì không ạ? À, mình cứ tiếp tục nhá. Và mình bắt đầu thấy con số vào rồi á, có thể là mình không nhìn thấy cái comment gì thôi. Ok. Mọi người cứ cho mình biết Mai, hello Mai, cho mình biết là mình bạn có nghe thấy mình không nha. Để mình tiếp tục. Hạt giống của thịnh vượng. Ở trong ngày hôm nay, Naptime Story ngày hôm nay, mình muốn nói về hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là một câu chuyện về những người mẹ của chúng ta, đúng không ạ? Về những người mẹ của chúng ta. Bạn có bao giờ nhìn thấy và xung quanh chúng ta có những người phụ nữ, mỗi một khi mà họ ăn mặc lộng lẫy, chỉn chu, và ra đường được khen một cái điều gì đấy, thì cái câu cửa miệng họ sẽ luôn luôn nói là gì ạ? Ôi già, có gì đâu mà chị càng ngày càng già đi, hoặc là da càng ngày càng sạm đi, hoặc là những cái hôm mà họ bỏ rất là nhiều công sức, những người mẹ của mình bỏ rất là nhiều công sức để chăm chút cho bản thân, đến khi gặp những người phụ nữ khác thì cái cảm giác họ dấy lên sẽ là gì ạ? Cảm giác ghen tị, cảm giác mà tôi chưa bằng một phần của người ta rồi, cảm giác tôi vẫn thiếu một cái gì đấy, tôi vẫn chưa có được một cái điều mà cái người kia đang có. Và nếu mà khi mà mẹ mình đã bỏ công bỏ sức ra để ăn mặc trang điểm đẹp đẽ như vậy mà vẫn còn cảm thấy chưa xứng đáng với cái lời khen của những người xung quanh, vậy thì khi mà mẹ mình đầu tóc bù xù, khi mà mẹ mình chưa có những cái sự chuẩn bị kỹ càng, khi mà mẹ mình vẫn mặc đồ ngủ đi ra đường, thì bạn nghĩ xem lúc đó họ còn sợ được khen này như thế nào đi chăng nữa. Mọi người thử nghĩ xem ạ. Và đây chính là cái cách thức mà chúng ta đang đối diện đối với những cái lời khen, đối với những cái việc đón nhận. Seed of Wealth, cái việc mà gieo những cái hạt giống của thịnh vượng, nó đòi hỏi chúng ta phải thu hoạch bằng cách đón nhận, bằng cách đón nhận. Thế nhưng mà bạn cứ tưởng tượng nha, tất cả những cái ước mơ bạn mong muốn, tất cả những cái điều tuyệt vời bạn mong muốn ý, nó đến từ cái trường năng lượng rất là cao. Và bạn có nhận thấy không, khi mỗi khi bạn cho đi được một cái điều gì đấy, bạn cho một lời khen, bạn cho một cái món quà, bạn tặng một ai đó cái điều gì mà bạn chuẩn bị rất là chăm chút và họ đón nhận, bạn cảm thấy như nào? Bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, có đúng không ạ? Và đây chính là cái cơ bản nhất, cái bản chất nhất của tình nam, của cái việc cho đi. Và mỗi một con người ấy, họ hạnh phúc rất là nhiều mỗi khi cái món quà họ cho đi được đón nhận một cách fully, được đón nhận một cách trọn vẹn. Và ở đây á, những cái điều bạn mong muốn ấy, những cái ước mơ lớn của bạn, số tiền này, con nhà này, số điện xe này, khóa học, vân vân, tất cả mọi gì, cái gì mà bạn mong muốn nó lớn hơn những gì bạn đang có ấy, nó đến từ đâu? Nó đến từ vũ trụ. Đến từ vũ trụ, nó đến từ những cái nguồn năng lượng cao hơn. Và cái năng lượng cao nhất của cho đi ấy, là cho đi đến từ năng lượng của sự desire, tôi khát khao,
tôi mong muốn, tôi thấy thực sự là kiểu hạnh phúc khi được làm cái việc đấy. Giống như kiểu là cuối năm rồi có cái lễ hội có cái lễ hội Giáng sinh ấy, các bạn có phải chơi cái trò Noel ông già Noel swap không ạ? Secret Santa ấy, là mình phải bỏ ra hơn 100.000 để mua món quà đấy tặng cho một cái người mà mình còn không thích ấy. Lúc ấy cảm giác gì ạ? Cái cảm giác cho đi đấy là gì ạ? Cảm giác cho đi đấy nó là cái cảm giác bực bội, cảm giác của sự ép buộc, cái cảm giác của sự khó chịu, cái cảm giác của sự tồn tại, của sự survival ấy, cái trường thái tồn tại. Còn cái năng lượng cao nhất của cho đi á, nó cao hơn thế rất là nhiều. Nó đến từ việc tôi thấy quá là hạnh phúc. Tôi thấy trong khi mà tôi bọc những cái món quà này lại, tôi cảm thấy việc mà họ mở cái món quà này ra, họ sẽ rất là bất ngờ, họ lại thấy rất là tuyệt vời, họ lại có nhiều cảm xúc rào rưng. Đấy là cái năng lượng cao nhất của sự cho đi, năng lượng của desire. Tôi không mong muốn nhận lại bất kỳ cái điều gì từ đối phương, nhưng mà tôi biết được chắc chắn là cái món quà của tôi cho đi nó sẽ gây ra những cái sự bất ngờ, nó sẽ tạo ra những cái niềm vui vô cùng lớn cho những người đấy. Và đây cũng là một cái phần mà mình đang làm. Mình sẽ cho đi ở trong cái sự kiện giữa tháng 1 năm nay với rất là nhiều những thứ tuyệt vời. Mình sẽ chưa nói đâu. Nhưng những ai tin tưởng và bắt đầu chia sẻ từ bây giờ á, chính trong cái ngày hôm nay, 3 ngày từ hôm qua và hôm nay, nếu mà bạn nào chia sẻ thì chắc chắn là cái phần quà của bạn sẽ được tăng double, đúng không ạ? Mình chỉ nói thế thôi. Còn sau ngày hôm nay thì mình sẽ không tính nha, bởi vì là cái thông tin nó được đưa ra rồi. Nhưng mà thực sự những bạn nào đã chia sẻ từ ngày hôm qua, ngày hôm vừa rồi và ngày hôm nay, chắc chắn là sẽ có phần quà double. Thì cái khi mà cái sự cho đi nó ở cái năng lượng cao nhất, khi mà vũ trụ ước muốn và muốn trao tặng những cái điều đấy cho bạn, những cái gì mà bạn mong muốn, vũ trụ cũng muốn trao tặng cái điều đấy cho bạn. Nhưng cái điều mà chúng ta thường hay bị lỡ mất để không đón nhận được, đấy là cái khả năng đón nhận. Cái khả năng receiving á, cái khả năng đón nhận. Và quay lại cái câu chuyện ban đầu, nếu mà chúng ta có những người mẹ, những người phụ nữ sợ bị khen, cứ đẩy những cái lời khen đấy ra khỏi xung quanh, vậy thì tự hỏi xem đối với năng lượng, đối với tiền bạc, đối với những cái món quà lớn hơn thì họ sẽ làm như thế nào ạ? Chúng ta được nuôi dạy với một cái điều, đấy là chúng ta luôn luôn phải gì ạ? Khiêm tốn này, phải humble này, phải nhã nhặn này, luôn luôn phải tỏ ra là mình kém hơn so với những cái lời khen. Và mình không hề đồng ý với cái điều đấy từ hồi bé đến bây giờ. Và mình luôn luôn bị nói là kiểu không có một cái sự khiêm tốn gì cả. Nhưng mình tin chắc chắn được là cái sự khiêm tốn này đúng lúc đúng chỗ thì nó sẽ rất là phù hợp. Tuy nhiên nếu mà nó thuộc về cái ăn sâu, cái tư tưởng giới hạn ăn sâu vào bên trong cơ thể chúng ta ấy, thì nó làm cho chúng ta hạn chế rất nhiều cái việc đón nhận ở cái nguồn cao hơn. Tất cả gì bạn mong muốn ấy, nó đang ở đây này. Và vũ trụ đang gửi nó tới một cái năng lượng desire rất lớn. Vậy thì để đón nhận được nó thì chúng ta cần phải có một cái nguồn năng lượng desire tương ứng, một cái nguồn năng lượng desire tương ứng. Và cái cảm xúc thứ hai mà chúng ta cần có, đây là cảm xúc thực sự grateful, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn nghĩ là tất cả những cái gì mà chúng ta sắp có nó sẽ giải quyết cho tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đang có. Ví dụ như là chúng ta sắp có số tiền đấy, nó sẽ giải quyết cho tất cả những cái vấn nạn financial mà chúng ta đang có hiện tại. Ví dụ như có một cái người anh yêu đấy sẽ giải quyết cho tất cả những cái lời hỏi han khó chịu bao giờ lấy chồng trong cái Tết năm nay. Nhưng mà chúng ta không hề biết được là khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái mà cứ ước muốn, cứ vươn về phía trước như vậy với một cái năng lượng thiếu, một cái năng lượng thiếu là tôi đang thiếu cái ngày, tôi đang thiếu số tiền này, tôi đang thiếu anh yêu này, thế nên là tôi mới khao khát và tôi cần cái needy, tôi cần kéo cái người ấy lại vào phía mình, tôi cần kéo cái điều đấy lại vào phía mình cho tại thời điểm bây giờ để tôi chứng minh được là tôi là người thực sự có giá trị. Thì bạn cứ thử hỏi xem, Khi bạn đã phải làm một cái hành động gì đấy để chứng minh bạn có giá trị, là lúc bạn đã công nhận mình không có giá trị. Nghe lại câu này lần nữa. Mỗi một khi bạn cần phải làm một cái hành động gì đấy để chứng minh mình có giá trị, là lúc bạn công nhận trong tiềm thức là mình không có giá trị. Mình đang thiếu, mình chưa đủ tốt, mình đang ở trạng thái gì ạ? Thiếu, lack. Vậy thì nó đang từ đây, cái ước muốn của bạn, cái năng lượng của bạn ở đây nó tụt một cái xuống còn đây. Bảo sao mà không bao giờ đón nhận được những cái hạt giống thịnh vượng mà chúng ta đã gieo. Và ở đây á, mình muốn chỉ cho bạn thấy điều đầu tiên, đấy là để thực sự đã gieo hạt giống rồi, để thực sự gặt hái được cái hạt giống thịnh vượng đấy á, cái năng lượng nó không chỉ còn là tôi hạnh phúc hay là tôi cảm ơn, tôi biết ơn nữa, mà cái năng lượng thực sự phải là cái việc tôi biết tôi xứng đáng,
tôi biết tôi xứng đáng. Và tôi biết chắc chắn được làm cái điều này nó sẽ đến bằng cách này hay cách khác. Và tôi ở luôn luôn ở trong cái trạng thái gratefulness, trong cái trạng thái biết ơn nhất với những gì tôi đang có. Mai đang nói cho bạn biết ở đây là Mai rất hy vọng mọi người sẽ chia sẻ những cái điều này, lan tỏa những cái giá trị này lớn hơn. Nhưng mình không hy vọng và mình không có bắt buộc là nó phải được chia sẻ bởi hai mươi mấy người. Mỗi một lần, mỗi một ngày livestream là tận mấy trăm view, 300-400 view rồi đấy. Cứ coi như một nửa chỗ đấy là người xem đi, là hơn 100 người đi. Mình không bắt buộc là 100 người đấy phải làm cái điều đấy. Nhưng mình biết chắc chắn được là bằng cách này hay cách khác, cái con đường dẫn tới cái việc lan tỏa giá trị này ấy, nó không được diễn ra chỉ từ cái cách mà mình đang nghĩ trong đầu, mà nó sẽ được diễn ra bằng một cái cách nào đấy rất là bất ngờ, bằng một cái cách nào đấy ở trong một cái năng lượng vô cùng là desiring, vô cùng là passionate. Và mình không có bắt buộc nó phải diễn ra qua cái con đường mà mình nghĩ. Thế nhưng mà mình vô cùng biết ơn với bất kỳ những người nào đang chia sẻ, những người nào đang share. Mình chia sẻ đây là mình giải thích kỹ hơn cho bạn cái trạng thái hiện tại của mình bây giờ. Và chính vì thế vì sao cái podcast của mình làm những cái bản mình làm những cái thông tin mình đưa ra ấy, nó luôn luôn được cách này hay cách khác chạm tới đúng người và chạm tới đúng cái đối tượng mà cần nghe. Và nó không diễn ra vào thời điểm đấy giờ, nó cũng không diễn ra vào thời điểm trong cái khoảng khắc mà mình cần thiết, mà nó luôn luôn diễn ra đúng thời điểm, đúng không? Nó không có một bất kỳ một cái timeline nào, nó không có bất kỳ một cái giới hạn mà thời gian nào để bạn có được cái hạt giống và thu hoạch được cái hạt giống của thịnh vượng đấy. Nhưng còn chúng ta thì hay làm là sao ạ? Chúng ta hay gieo hạt xuống này, chúng ta hay gieo hạt xuống này, và chúng ta ngày nào, ngày này qua ngày khác đậy một cái hòn đá lên trên đấy một tí, đúng không? Hoặc là tưới nước, xong rồi được 2 ngày 3 ngày sẽ lại lật lên. Ô, hạt giống của mình nó đã lên chưa? Hạt giống của mình nó đã nảy mầm chưa? Hạt giống của mình nó đã phát triển chưa? Và cái điều mà chúng ta quên đi mất ấy, quên đi rất nhiều, đấy là chúng ta cứ tập trung nhìn vào là thế mình viết bài xong rồi là có nhiều người comment chưa nhỉ, hay là có nhiều người convert chưa nhỉ, hay là thế mình livestream thì đã cái con số nó đã tăng chưa nhỉ, hay là ngày mai nó lại giảm, ngày kia nó lại tăng nhỉ, hay là mình làm cái sản phẩm này, mình chạy ad như thế này thì cái con số nó đã tăng chưa nhỉ, hay là ngày mai nó lại giảm. Bạn cứ tập trung vào tiểu tiết như vậy, bạn tập trung tiểu tiết mỗi ngày như vậy, nó làm cho bạn quên đi mất cái năng lượng của sự đón nhận là gì ạ? Là cái sự biết ơn. Và cái điều thứ hai mọi người quên đi mất là gì mọi người biết không? Quên chăm bẵm cho vùng đất của mình. Quên chăm bẵm cho vùng đất của mình. Mình có thể chia sẻ một điều như thế này. Đấy là chúng ta khi mà chúng ta gieo hạt, đúng không? Chúng ta gieo hạt thì cái công cuộc gieo hạt, nếu mà ai làm nông mà mình không giỏi làm nông lắm đâu, nhưng mà mình sẽ chia sẻ theo cái cách mà mình nghĩ là nó đúng theo cái kiểu tree logic thôi. Khi mà chúng ta muốn gieo một cái hạt gì đấy, chúng ta phải chọn lựa chọn hạt giống tốt này, và chúng ta phải làm đất này, chúng ta phải xới đất lên này, và có rất là nhiều nơi họ còn mua run đất về để thả vào để cho cái vùng đất này nó được tơi ra rất là nhiều. Ta có thể bón phân, đúng không ạ? Bón phân hữu cơ hoặc là phân organic. Chúng ta tưới ẩm cho cái đất đấy, chúng ta chuẩn bị sẵn trước. Khi mà mình mua, mình nhớ là cái cây hoa hồng mà mình mua ở bên kia á, cái cây hoa hồng cái giống đấy là giống của Anh. Ui, hoa nở đẹp lắm, mỗi một lần nở chắc phải 70 bông á. Và mình nhớ là cái hôm mình mua về á, là điều đầu tiên cái người đấy người ta dặn mình là phải đào được một cái khoảng đất rất là trống, rất là rộng như thế này này, và phải xới nó lên rất là tơi, và hãy để vào đấy một chút và hãy tưới rất là ẩm cái đất đấy, chờ qua đêm thì sau đó mới đưa cây đấy xuống và hạ thổ, rồi bắt đầu sau 1-2 tuần gì đấy thì mới bắt đầu bón phân và chăm bẵm cho nó, thì khi đó nó mới khỏe mạnh và lớn mạnh được. Và đúng như thế thật, cái cây rất là lớn mạnh, không hề có sâu và trộm vía. Mỗi một lần ra hoa thì sự trù phú nó cứ gọi là, nếu bạn nào hay theo dõi story của mình sẽ nhìn thấy sự trụ phú nó cứ gọi là xuất hiện cảnh ngay trước mặt luôn ấy, kiểu mỗi một cái cành nó sẽ có 5-6 bông ấy, và có tận 10 cành như vậy nó cùng ra hoa cùng một lúc. Thế thì quay lại là chúng ta mỗi một lần chúng ta gieo hạt á, chúng ta cần phải làm gì nữa? Chúng ta cần phải chọn giống này, cần phải làm đất, chúng ta cần phải làm đất, chúng ta cần phải làm vườn, chúng ta còn cần phải làm gì nữa? Chăm bẵm. Thế nhưng mà mỗi một khi bạn gieo hạt một cái hạt nào đấy xuống, mà ngày này qua ngày khác bạn cứ dở lên, bạn xem được là nó đã thành sự thật đấy chưa, nó đã nảy mầm hay chưa, nó đã vươn cao hơn chưa ấy, thì nó làm cho cái cây đấy nó có thực sự có thời gian và không gian để phát triển hay không ạ? Không hề. Và còn một cái câu chuyện thứ hai mình muốn đưa ra được nữa là có hai cái loại hạt giống khác nhau để gieo. Cái câu chuyện này thì mình có chia sẻ ở trong Queen Language hôm vừa rồi, và nó thực sự nhấn mạnh được một cái mindset mà mình muốn mọi người hướng tới. Thì mình sẽ kể câu chuyện này trước nhé. Đấy là bạn có biết là khi mà gieo hạt ý,
thì cái hạt giống nào nó tốn thời gian nhất để gieo không ạ? Bạn mọi người thử đoán xem cái hạt giống nào nó sẽ tốn thời gian nhất để gieo và tốn thời kỳ nó cần thời kỳ lâu dài nhất để thu hoạch. Mà mình đang nói về những cái cây ăn quả ấy nhá, tức mình không nói về những cái cây cho cao su hay là những cái cà phê dài 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 năm. Thì trong tất cả những cái loại quả ấy, chúng ta thường biết là trong tất cả loại quả thì khả năng là cho quả rất là nhanh và có thể là cho vòng 1 năm rồi đấy là có thể bắt đầu cho quả, kể cả cây nhãn thì trồng một chút chút thôi nó cũng sẽ cho quả, cho những cái quả rất là nhỏ. Thế thì riêng cái quả dứa bạn có biết là để mà trồng một quả dứa ấy, nó không chỉ tốn mất 1 năm, nó không tốn 9 tháng, nó không tốn 10 tháng, không tốn 1 năm, mà nó tốn đến 18 tháng để một người nông dân trồng dứa có thể thu hoạch được một quả dứa trên một cái cây, tức là năng suất và hiệu suất cực kỳ là thấp luôn. Một con người được sinh ra chỉ mất 9 tháng, 10 ngày để có thể được sinh ra. Và tất cả những cái công sức mà những người nông dân đấy đổ vào 18 tháng đấy, kể cả bão lũ rồi trời khô hanh rồi tất cả những gì có thể, tất cả những cái biến động về thiên nhiên có thể xảy ra. Và một cái cây đấy họ chỉ có thể cho ra một quả. Và sau đó lại có hình như là lại mất thêm mười mấy tháng nữa đó, mình không rõ về cái này, có thể bạn nào biết thì có thể chia sẻ thông tin bên dưới, là họ sẽ cho ra được thêm một quả dứa thứ hai. Một cái cây dứa mỗi một cái vòng đời chỉ cho ra từ 2 quả hay 3 quả gì đấy, tức là rất là ít, và mỗi một lần chỉ cho ra một quả và tốn mất 18 tháng để cho ra quả đầu tiên. Và chính vì thế quả dứa nó được sử dụng là cái hình ảnh tượng trưng cho thịnh vượng. Quả dứa được sử dụng là cái món quà hồi xưa khi mà bạn dâng quà lên những cái quốc vương hoặc là những cái vị nữ thân hoặc là những cái người bạn tôn tôn quý ấy, người ta sẽ mang quả dứa. Nó là từ đại diện cho cái sự thịnh vượng, đại diện cho cái sự lâu bền, đại diện cho một cái long term, một cái gì đấy nó trường tồn với thời gian, đúng không ạ? Bởi vì nó tốn quá nhiều công sức, nó quá cầu kỳ để được ra đời một quả dứa như vậy. Và đấy là quả dứa. Thế còn cái rau muống thì sao? Hoặc là hạt giá thì sao? Bạn gieo ngày hôm nay, chỉ qua một đêm, 24 tiếng, 48 tiếng là nó đã mọc lên rồi, nó đã thành cái cây để cho bạn ăn rồi, đúng không ạ? Giá, đặc biệt là giá rất là nhanh. Ở đây mọi người cần nhận ra được là chúng ta đang gieo cái hạt gì xuống cái mảnh đất của chúng ta. Chúng ta đang gieo hạt gì? Nếu mà bạn cái hạt mà bạn muốn gieo nó là cái hạt mà để cho bạn ăn ngay ngày mai, để cho bạn có kết quả ngay ngày mai, để cho bạn có kết quả ngay tuần sau nữa, thì chắc chắn là những cái hạt giống bạn lựa chọn nó cần phải là những hạt giống mang lại kết quả ngay lập tức, nó cần phải là những cái công cụ quick fix, nó cần phải là những cái công cụ mà nhìn thấy và thấu biết được cái kết quả ngay lập tức. Và mình nghĩ là nó không có gì sai cả, và rất nhiều người đã từng đi qua cái trạng thái như vậy rồi mới đến được cái trạng thái tiếp theo, đấy là muốn phát triển một cái gì đấy trường tồn với thời gian, muốn phát triển một cái business của mình nó không chỉ còn là để kiếm qua bữa cơm có mỗi ngày nữa, mà cái business của bạn muốn gieo trồng ấy nó phải làm cái business, nó tạo ra một cái giá trị trường tồn, nó tạo ra một cái legacy, đúng không? Một cái gì đấy trường tồn và một cái gì đấy nó tạo tầm ảnh hưởng với rất là nhiều người ở trong cái diện rộng, một cái cách nó thực sự vững bền. Và để cho chúng ta đến được cái năng lượng vững bền đấy thì chúng ta phải đi qua những cái năng lượng của những cái hạt giống ăn sổi rồi, và chuyện đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng mà bạn không nên có bất kỳ một cái sự judgment nào, và nó không nên có một cái sự chỉ trích nào, bởi vì nếu mà bạn gieo hạt giống của những cái cây ăn ăn quả ngay lập tức, hoặc là những cái rộ rau ăn quả ăn ăn ngay lập tức á, thì bạn cần phải chấp nhận được là bạn sẽ cần phải gieo đi gieo lại cái hạt giống đấy hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần, chứ không phải là gieo một lần và ăn cả đời được. Còn nếu mà bạn gieo những cái hạt giống để cho trường tồn cả đời, để xây dựng những cái gì đấy nó trường tồn cả đời, thì rất chắc chắn là 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng đầu tiên, 1 năm đầu tiên, 18 tháng đầu tiên, bạn sẽ chắc chắn chưa nhìn thấy cái gì đâu. Nhưng cái sự knowing is cái điều mà tiên quyết đấy là việc bạn biết được chắc chắn là cái kết quả nó sẽ đến, và bạn vững tin đi được tới cái kết quả đấy. Khi mà chúng ta gieo hạt giống ấy, Mai muốn ở đây mọi người sau khi nghe được cái bản thu âm này, mọi người sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách nhìn nhận về cái việc gieo hạt giống và về cái đồng tiền, về cái dòng tiền. Bởi vì á, chúng ta luôn luôn chỉ tập trung những cái kết quả bằng tiền, những cái kết quả bằng con số, nó là những cái hàng ăn sổi, nó là cái ăn sổi. Chúng ta luôn luôn tạo những cái khóa học, viết những bài viết, tạo nên những cái sản phẩm, làm cái gì đấy để ngay thực chất ngày mai mình nhìn thấy cái đơn hàng về về luôn, ngày kia mình nhìn thấy cái doanh số cao luôn, và nó tạo ra một cái vấn đề
đấy là bạn luôn luôn cần phải gieo những cái hạt giống tiếp theo, bạn luôn cần phải tiếp tục gieo rất là nhiều mỗi ngày, rất là dày đặc mỗi ngày, để ngày mai, ngày kia và ngày kia bạn có cái gì đấy để ăn. Và nó tạo ra cái cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Và mình thực sự mong muốn thay đổi cái cách chúng ta gieo hạt giống ở đây. Thay vì chúng ta gieo hạt giống vì chúng ta cần, và chúng ta cần tồn tại, vì chúng ta bị stress, vì chúng ta thiếu kiên nhẫn, vì chúng ta không chờ được 18 tháng mà chúng ta chỉ có thể ăn sổ ngay bây giờ, hãy thay đổi một chút. Hãy hướng cái bản thân và cái suy nghĩ của mình về cái trạng thái dài hơn, nhiều hơn. 18 tháng này nghe có vẻ rất là lâu, nhưng mỗi một cái hạt quả dứa đấy, nó sinh ra, nó sẽ tạo ra một cái sự trường tồn vô cùng là lâu dài, và bạn có thể ăn cả đời, đúng không ạ? Và nếu mà bạn đến đây và sử dụng cái công cụ của mình, đến đây và sử dụng cái thông tin mình đưa ra chỉ để kiếm được 10.000 đô ngay lập tức, chỉ để kiếm 5.000 đô ngay lập tức, chỉ để double income ngay lập tức, chỉ để kiếm được kiểu cỡ 6 con số, thì nó là cái cách tiêu tiền của bạn vào những cái khóa của mình một cách thiếu hiệu quả nhất, một cách thiếu hiệu quả nhất, một cách wasted nhất luôn đấy. Bởi vì cái mà mình hướng tới nó không chỉ là giúp bạn expand được cái số tiền năm sau của bạn, tăng được cái doanh thu năm tới của bạn, mà cái mà mình hướng tới đấy là giúp cho bạn xây dựng một cái mảnh vườn cực kỳ vững bền, luôn luôn biết cách làm đất, luôn luôn biết cách chăm bắm cây cối, luôn luôn biết cách lựa chọn hạt giống. Và chúng ta sẽ xây một cái mảnh vườn mà ngày này qua ngày khác, những cái hạt giống bạn đưa vào, cái hạt giống bạn đưa vào cái mảnh vườn năng lượng của bạn, cái energetic seed đấy á, nó sẽ đưa lại cái kết quả chắc chắn trong tương lai. Và đấy là cái cách mà mình hy vọng là chúng ta sẽ thay đổi cái cách nhìn nhận về những điều chúng ta đang làm, về những cái định hướng chúng ta có trong năm mới. Và thay vì chúng ta cứ hấp tấp, chúng ta thiếu kiên nhẫn, chúng ta đòi hỏi là cái hạt giống đấy nó phải đưa ra cái hạt quả trái đấy ngay lập tức, chúng ta hãy bắt đầu thu thập và có những cái công cụ để làm đất, để cho cái mảnh vườn đấy nó không chỉ là mảnh vườn có thể gieo những cái hạt rau muống, mà nó đủ trù phú để nó gieo những cái hạt nó dài hơi hơn, nó cho những cái quả nó không chỉ đời này mà những đời tiếp theo nó có thể thu hái được. Và đấy là cái mục đích mà mình thực sự mong muốn hướng tới trong năm nay. Và mình thì mình nghe được rất là nhiều điều, đấy là tất cả bạn làm việc cá nhân với mình một một, hoặc là chỉ gặp cà phê thôi, hoặc là chỉ trong cái năng lượng của mình thôi, đều nói là chỉ có gặp chị Mai thôi mà em cảm thấy cái năng lượng quá trù phú, em bắt đầu kiếm tiền hơn rất là nhiều. Của những người xung quanh của gia đình của mình, những người trong gia đình của mình cũng thế, đều có những cái khả năng manifest những cái dòng tiền cực kỳ là trù phú mà họ vượt qua gì tưởng tượng của họ. Và ở đây á, là bởi vì mình đã gieo cái hạt giống, mình đã gieo cái hạt giống thịnh vượng này, nó không chỉ cho bản thân mình, nó không chỉ cho đời này, mà nó cho những cái đời tiếp theo, nó cho những cái điều tiếp theo sau nữa. Nhưng để chúng ta thực sự xây dựng được một cái mảnh vườn trù phú như vậy, một mảnh vườn trù phú không chỉ năm nay, năm sau mà còn thu hoạch cả nhiều đời ấy, nó đòi hỏi cái gì ạ? Chắc chắn một điều, nó đòi hỏi bạn đào xới bới lộn một cách sâu sắc hơn, đúng không ạ? Và để bạn thực sự, và cũng như vậy thôi, để bạn thực sự đón nhận được ở cái năng lượng cao hơn ý, thì bạn đòi hỏi một cái higher healing cực kỳ sâu sắc. Và đấy là cái điều mà mình muốn đưa ra và muốn nhấn mạnh ở đây. Và không phải tự nhiên mà mình làm những cái công cụ healing nó quá là sâu sắc. Bởi vì mình biết được là cái công cụ này nó sẽ đi với bạn từ level này tới level khác. Tất cả cái công cụ gì bạn đang có, nếu mà nó giúp cho bạn gieo trồng những cái hạt rau muống có được người yêu ngay lập tức, hoặc là có kết quả về mặt hôn nhân ngay lập tức, nhưng mà chắc gì bạn đã hạnh phúc cả đời với người ta, chắc gì bạn đã thực sự hạnh phúc với cái business mà bạn vừa mới làm, chắc gì bạn, và chắc gì nó đã đúng với thực chất của những gì bạn đã, bạn có thể kiếm được tiền năm nay đấy, bạn có thể kiếm được tiền năm sau đấy, nhưng chắc gì nó đã thực sự là cái điều mà bạn làm cả đời với nó được. Và ở đây để cho chúng ta có thể đón nhận được cái điều đấy, thì chúng ta cần phải đào sâu hơn rất là nhiều về bên trong, và chúng ta cần phải phát triển cái khả năng đón nhận, cái khả năng không chỉ là tôi đón nhận nữa, mà là tôi kiểu thực sự kiểu đón nhận một cách hoàn toàn, đón nhận một cách trong từng trạng thái một. Đặt 10 phút mỗi ngày, hãy ngồi trong cái sự đón nhận đến 10 phút. Và đâu đó ấy, cái vấn đề mọi người hay có là gì nhỉ? Hôm nào tôi vui ý, thì chắc chắn là tôi sẽ để cho dòng tiền đến với tôi dễ hơn, tôi đón nhận dòng tiền dễ hơn. Giống kiểu hôm nào tôi xinh ý, thì tôi sẽ cho mọi người khen tôi. Nhưng hôm nào tôi buồn, hôm nào tôi xấu xí, hôm nào tôi bù xù, thì tôi sẽ không cho mọi người
mọi người khen tôi nữa, hoặc tôi không đưa ra lời khen cho bản thân nữa, tôi không đón nhận cái điều nữa. Mọi người hay bị là hôm nào tôi vui, hôm nào tôi năng lượng cao ấy thì tôi sẽ đón nhận dòng tiền, còn hôm nào tôi năng lượng thấp ấy, tôi nghĩ xấu về tiền ấy, tôi nghi ngờ nó, hoặc là tôi có một cái niềm tin giới hạn nó vừa mới chợt nảy lên trong đầu tôi về dòng tiền, thì tôi không nhận đón nhận được dòng tiền ấy. Đấy là lý do vì sao bạn không đón nhận được dòng tiền một cách đều đặn và thường xuyên ấy. Bởi vì dòng tiền nó đến nó không phải là vì bạn nghĩ gì về nó, hay là vì cái cảm xúc bên trong bạn đang tệ, mà dòng tiền nó đến khi mà bạn cảm thấy biết ơn vô cùng với những gì bạn đang có, và bạn cảm thấy an toàn với cái điều đấy nó đến. Bạn xấu, bạn make up hay không make up, bạn trang điểm không trang điểm, bạn làm tóc không làm tóc, bạn cần phải biết được bản chất mình có giá trị, bản chất mình xinh đẹp, thì khi đó tất cả cái gì bạn mong muốn nó sẽ đến đều đặn hơn, nó sẽ đến thường xuyên hơn. Và hãy trở thành excellent receiver ở cái năng lượng như vậy, đúng không ạ? Hãy đón nhận ở cái dòng đón nhận một cách đều đặn và sâu sắc đến như vậy. Và hãy quay lại nhìn xem cái mảnh vườn của bạn đang làm cái gì, bạn đang gieo hạt gì. Và đừng thay, nếu mà bạn đã biết được là bạn đang gieo một cái hạt để thu hoạch trong vòng 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, thì 1-2 tháng đầu đừng đòi hỏi nó phải mang lại kết quả ngay lập tức. Bởi vì khi bạn lôi cái hạt giống này lên để xem nó đã nảy mầm hay chưa là lúc bạn cắt đứt những cái rễ mà nó vừa mới bám vào lòng đất, và lúc đấy là lúc mà bạn cắt mất tất cả những cái momentum mà bạn vừa mới gây dựng cho tới thời điểm này. Rất là nhiều bạn đến với mình và sau 1 năm, 2 năm học Daydream xong bắt đầu kiểu chuyển hóa rực rỡ, và mình biết chắc chắn một điều đấy là những cái đế mà chúng ta đã xây dựng với nhau, những cái rễ chúng ta xây dựng với nhau, nó đang bám rễ được rồi, và nó một ngày nào đấy nó bật lên và nó giúp cho bạn nhận ra rất là nhiều cái điều bên trong của bạn. Cảm ơn mọi người nhé. Seed of Wealth rất là sâu sắc, đúng không ạ? Và bạn đang trồng hạt giống gì? Ngày hôm nay bạn hãy tự hỏi, hoặc là bạn đang trồng hạt giống gì? Mảnh vườn của bạn đang được chăm bẵm theo cách gì? Theo cách ăn sổi? Theo cách kiểu bạn chỉ muốn là một ngày rồi ăn cả đời? Thế thì nếu mà bạn muốn làm một ngày ăn cả đời thì bạn càng cần phải làm cái ngày hôm đấy nó sâu sắc hơn, nó sống một cách kết nối hơn. Còn nếu mà bạn biết được là những cái gì bạn đang làm nó thuộc về long term, nó thuộc về con đường dài hạn, thì chắc chắn là chúng ta cần phải xây một cái mảnh vườn khác đi một chút. Và cái cách mà mình đưa ra ở đây, những cái công cụ mình đưa ra ở đây, và nếu mà bạn mong muốn đi vào những cái vòng tròn của mình ấy, thì chắc chắn một điều là mình sẽ giúp cho bạn xây những cái mảnh vườn nó dài hạn. Nhưng đừng bắt bản thân mình đưa ra kết quả ngay lập tức, bởi vì đấy không phải là cái cách mà mình sẽ đi. Cảm ơn mọi người đã đến đây, và Nap Time Story này vô cùng giá trị. Nếu bạn yêu thích hãy chia sẻ nó, đúng không ạ? Đây là cái tips cuối. Đấy là bạn muốn cái gì thì hãy nói cái điều đấy ra. Rất là nhiều người muốn cái gì đấy nhưng không bao giờ nói nó ra, và nghĩ là người ta phải đoán được. Không, muốn cái gì ấy, thì hãy nói nó ra ở một cái năng lượng tự tin nhất, ở cái năng lượng là tôi xứng đáng cái điều này nhất. Mình biết là giá trị này là không nhỏ. Và nếu bạn yêu thích thì hãy chia sẻ trên tường, trên story của bạn, tag mình vào. Tất cả những bạn chia sẻ trong hết ngày hôm nay sẽ có double quà, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 3 lần chia sẻ maximum, cho 3 lần 3 ngày mà là maximum 3 lần. Nhưng mà những bạn chia sẻ từ hôm vừa rồi đến hôm chủ nhật này sẽ được double quà. Team của mình đang nghe thì hãy ghi xuống nhé, và nốt lại. Và ngày giữa tháng 1 này chúng ta sẽ biết được quà là gì và bạn đã nhận được món quà gì. Nhưng đầu tiên ý, là chúng ta cần phải khởi được cái sự tin tưởng, cái knowingness. Không chỉ còn là trusting nữa mà nó là knowingness. Tôi biết là những gì tôi gieo nó sẽ đến ý. Và nó sẽ đến từ bằng cách này hay cách khác. Nó sẽ đến không thể là không qua cái business này. Nó có thể đến qua những cái việc chồng tôi được thưởng thêm, chồng tôi được đổi việc. Nó đến qua cái path of least resistance. Nó đến qua cái người mà không có vấn đề gì với nó nhiều nhất trong cuộc sống của bạn. Hãy thử nhìn mà xem, nó chắc chắn đang đến với bạn bằng cách này hay cách khác. Và hãy học cái cách đón nhận. Đón nhận cho dù mọi chuyện đều đang không diễn ra theo như ý. Đón nhận cho dù mọi chuyện đều đang rất bế tắc. Và biết ơn tất cả gì bạn đang có. Đấy là cái năng lượng lớn mạnh nhất của việc đón nhận quả dứa, đón nhận sự trù phú. Và hãy quay lại xem được là cái mảnh vườn bạn đang làm ý, nó đang là phục vụ cho việc thu hoạch ở đâu, lúc nào và bao giờ. Xin chào mọi người nha, và hẹn gặp mọi người trong những bản livestream lần sau. Bye bye.